Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụ Music. Team Minh Phụ Music đã có mặt tại nhà khách cùng hai model đàn Cutman K360 cho studio tại Phú Nhuận ngay bây giờ và piano B25 với khách hàng tại Tân Bình. Ở video lần này, các bạn hãy đồng hành trong buổi bàn giao K360 với team nhé. Nào, hãy cùng bắt đầu video. Trải nghiệm âm nhạc chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Cutman K360 với trọng lượng chỉ 6kg cho phép bạn tự do biểu diễn mọi lúc mọi nơi cùng với chân đàn đôi chắc chắn và bao đàn cao cấp đi kèm. Minh Phụ Music sẽ giúp bạn có một bộ combo hoàn hảo để thỏa sức sáng tạo phòng khách như một trung tâm triển lãm thu nhỏ với những bức tranh treo tường có gam màu tươi sáng cùng với bố cục hài hòa tạo nên một không gian nghệ thuật tinh tế. Giờ bắt đầu mở thùng K360 nhé. Organ này được đóng gói vô cùng cẩn thận với mút xốp dày bao quanh hai bên loa bảo vệ đàn khỏi tác động từ bên ngoài. Bàn phím được bọc kỹ càng để đảm bảo cảm giác phím êm ái chuẩn xác. Lớp ni lông giữ cho cây đàn luôn sáng bóng như mới, tránh bụi bẩn vào bên trong. Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào mà những bản nhạc hay được tạo ra chưa? Bí mật nằm ở chính trái tim của một studio âm nhạc. Tại đó, âm thanh được chăm chút từng chi tiết từ những nốt nhạc đầu tiên cho đến những giai điệu cuối cùng. Một hệ thống âm thanh hoàn hảo sẽ giúp người nghệ sĩ tạo ra những sản phẩm âm nhạc ấn tượng. Chú chia sẻ với team rằng trong môi trường làm việc chuyên về âm thanh, sản xuất nhạc cho các nhà làm phim nên chú cần một cây organ thương hiệu uy tín để làm việc hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng âm thanh. Và chú thực sự bị chinh phục bởi organ Cutman K360, không chỉ là nâng tầm những thước phim sáng tác của chú mà lại còn sở hữu điểm cộng lớn chính là bộ tiếng dân tộc đa dạng. Trong lúc nhân viên đang tiến hành kiểm tra lại các chức năng trên đàn cũng như hướng dẫn cách cài điệu cho chú thì mình mời các bạn khám phá thông tin ấn tượng của Cutman K360 nhé. Đàn sở hữu màu xanh xám navy tạo nên vẻ đẹp lịch lãm vô cùng sang trọng, kiểu dáng hiện đại, thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian của người chơi. Sau 11 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, một chế độ off, nắp xoay màu đen cùng dãy sáng led ấn tượng, tiện lợi cho người chơi chọn điệu và tiếng nhanh chóng. Big Band cho bạn luyến lấy âm sắc, màn hình led LCD 4 inch hiển thị rõ nét thông tin bài nhạc dành cho người chơi. Cổng micro, cổng aux in kết nối âm thanh vào đàn, cổng phone để xuất âm thanh ra ngoài loa, cổng kết nối với pedal, cổng USB để cài đặt truyền dữ liệu vào đàn. Không những vậy, các bạn còn được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 7 ngày, giao hàng miễn phí toàn quốc. Vậy là buổi bàn giao organ Cutman K360 đã hoàn thành và team mình lại tiếp tục xuất phát lên đường giao B25 đến khách hàng tại Tân Bình. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 và nhanh tay truy cập fanpage website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.